Ngày hôm nay đã là ngày cưới của chúng ta rồi. Em cảm thấy rất là hạnh phúc khi cuối cùng đã có được anh. Và em mong rằng là chặng đường tới còn có nhiều những khó khăn, có nhiều những chông gai và thử thách. Thì em tin rằng chúng ta có thể đồng hành và hỗ trợ nhau, trở thành những không chỉ là những người bạn đời, mà những người bạn có thể tâm sự, tâm giao với nhau, để cùng với nhau thực hiện những ước mơ của cả hai đứa. Yêu anh. Cái ngày hôm nay là ngày đại sự của hai con. Hai con về chung một nhà. Mẹ mong sao các con luôn luôn cố gắng nhường nhịn nhau, bảo ban nhau trong cuộc sống cũng như công việc. Bố mẹ và gia đình chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Tasted dirt as I hit the ground. You were there through it all. How far are you gonna go before you know what you should have known all along? Now at last I can fall into your. Chúng tôi cũng xin thay mặt cho gia đình nhà trai cũng có tiết lễ trầu cau bánh kẹo rượu chè để có lời để áo yết với các cụ tổ tiên ông bà của các cụ của các cháu. Về trước là muốn gì cũng phải có tổ tiên ông bà, thì nhân cái ngày vui mà cái ngày hạnh phúc này là cái ngày mà trăm năm của các cháu, các cụ cũng rất là mong, tất cả anh chị em cô dì chú bác cũng rất là mong đợi. Nên gia đình chúng tôi đã chọn ngày tốt, giờ tốt để chúng tôi có một chút lễ gọi là cái tình cảm và cái tục lệ của con người Việt Nam. Và chúng tôi đại diện cho gia đình cũng xin là họ nhà gái là tiếp nhận và nhận lễ của vị tiên nhà trai. Hai họ, hai họ, hai họ,
đã đến chung vui với vợ chồng ngày hôm nay. Chương trình
trọng tuyên bố khai điểm chúc mừng hạnh phúc lễ thành hôn cho chú rể Thế Hòa kết thúc cuộc cô dâu Thủy Nam chính thức được ban đầu. Came to life in every feeling that you